bạn làm .NET thì cố gắng học thêm kiến thức full name và database nữa các bạn sẽ có được một cái kiến thức full stack thì sau khi có kiến thức full stack rồi lên một cao hơn nữa là các bạn nên học cái kỹ năng về DevOps trong DevOps thì nó có hai cái nhóm kỹ năng chính là CICD. đó và cái nhóm kỹ năng thứ hai là infrastructure at code đó thì hai nhóm kỹ năng nó phải thuần thục mà để thuần thục được hai cái đó thì em phải am hiểu thêm một vài cái kỹ năng xung quanh không thể thiếu đó là networking và security và tìm hiểu một ít về cloud fundamental ví dụ như kiến trúc ứng dụng hoặc kiến trúc của cloud và các cái dịch vụ được hóa trên kiến trúc đó. Bởi vì em phải biết được các dịch vụ đó thì em mới biết cách là viết những cái template đó hoặc là soạn thảo những cái mẫu những cái đoạn script ngôn ngữ infrastructure as code, ESC thì từ đó thì các bạn sẽ thuần thục đúng không khi mà có toàn bộ những kiến thức đó thì các bạn viết cái ngôn ngữ AC rất là thuần thục thì ngôn ngữ AC của DevOps thì có thể là Terraform có thể là AWS CloudFormation có thể là Azure Resource Template đó Ờ, bạn S anh đi để nói chưa rút chưa ha bạn Chung Vĩnh tiến ha? anh trả lời vậy thì các bạn bạn có thể tìm hiểu thêm nhé nếu cần thì S ZL anh rút anh cần tụi em vô group để có những thông tin gì đó, anh gửi một thể luôn các bạn đều nắm. Thì khỏi phải hỏi lăng man này nọ rồi khi nào anh rảnh livestream đó thì anh sẽ pin tụi em này vô